Và bây giờ là trước mắt chúng ta là những loạt ban pick của trận đấu quyết định trong kèo đấu BO3 được diễn ra giữa TG Sports và Renesis Sport. TG Sports trong trận đấu này sẽ nằm ở bên phía bên tay trái, còn Renesis Sport sẽ nằm ở bên phía bên tay phải. Và bốn quân bài bị cấm đi ở trong trận đấu này đó là Ngộ Không, Kennen, Akali và Galio. Galio đương nhiên rồi, chắc chắn lúc nào cũng sẽ nằm ở trên bảng cấm, và Akali cũng vậy, bị cấm đi trong cả ba trận đấu trong trận thi đấu thứ nhất này. Vẫn tiếp tục là Galio, đây vẫn đang là một con bài mà có quá nhiều những cái ưu thế ở trong cái phiên bản Liên minh huyền thoại tốc chiến. Thì đặc biệt là với việc mà cái bản đồ của chúng ta có cái diện tích tương đối là nhỏ hơn so với phiên bản tiền nhiệm của nó, thì những bộ chiêu thức của Galio đang có được một cái sự chủ động rất là lớn từ những cái chiêu lao vào cho những chiêu thức khống chế diện rộng toàn đối phương và khả năng bay toàn bản đồ của mình. Thì Galio vẫn đang là một bài toán rất khó chơi dành cho các đội tuyển, nên đây vẫn là một vị trí hot pick của chúng ta ở cái tuần thi đấu thứ hai này. Ở bên phía team RNS trong trận đấu này thì họ đang có một bộ đôi cấu rỉa rất mạnh, đó là quân bài Ezreal trong tay của Ryze cũng như là quân bài Ziggs trong tay của Suri, đúng không? Với lượng đam có thể nói là rất rất dồi dào, thì đây sẽ là hai quân bài mà team TG Sports họ phải lưu tâm rất nhiều ở trong trận đấu này. Và có một quân bài lạ đã được xuất hiện ở trong trận đấu này, đó là quân bài Man5 bên phía team RNS Esports. Thì sau rất nhiều lời kêu gọi của tôi thì cũng đã có một quân bài mới được xuất hiện ở khu vực đường Baron ở trong trận đấu này, đó là quân bài Man5. Và đối đầu với quân bài Man5 của team RNS Esports sẽ là Camille ở trong tay của Score bên phía TG Esports. Cánh còn lại của họ sẽ vẫn có sự phục vụ của quân bài Kai'Sa nằm trong tay của GZZ, và người chơi hỗ trợ của anh ta trong trận đấu này là quân bài Roam. Và họ đã hoàn thành xong đội hình của mình. Thì TG Sports trong trận thi đấu này họ tiếp tục với hơi thiếu lượng sát thương về mặt phép thuật đến từ vị trí TG Sports. Trong khi đó thì Unison đang có một cái đội hình khá dễ chơi, đặc biệt là giai đoạn mà sau cấp độ 5, với rất nhiều những cái chiêu thức khống chế diện rộng của mình, thì nó sẽ là một cái khoảng trống rất lớn để cho xạ thủ của họ có thể được chơi. Đặc biệt là họ còn có hai lượng sát thương là vô cùng dồi dào giai đoạn giữa và cuối trận đấu nữa, đó là Zeke cũng như là Ezreal. Thì với việc có cái khoảng trống được tạo nên từ vị trí của Lulu và cả đó là Ma5, thì tôi nghĩ đây sẽ là một đội hình mà rất vượt trội dành cho Reason ở cuối trận đấu. Như ra đầu trận đấu họ có thể vận hành được tốt được hay không thì nó lại là một câu chuyện khác, và những người chơi đi rừng sẽ cần phải lấy được rất nhiều lợi thế cho những người đồng đội của mình. Khác với trận đấu trước nhất thì người chơi đi rừng của bên phía TG Sports đó là quân bài Olaf trong mình xin lỗi các bạn, quân bài người đi rừng của bên phía RNS Sport đó là bài Olaf trong tay của Shiba. Anh ta ăn cho mình bãi chim trước khi thì người chơi đi rừng của bên phía TG Sports đó là 2710, anh ta ăn cho mình con bùa đỏ sau đó mới tiến tới bãi chim. Xét về tốc độ ăn rừng thì tôi nghĩ là quân bài Javan anh ta sẽ có tốc độ ăn rừng nhanh hơn quân bài Olaf một chút, chỉ một chút mà thôi. Và với kèo đấu khu vực đường dưới này thì với khả năng có được Lulu trong đội hình thì Ryze anh ta cũng có được một phần nào đó nó tránh đi khả năng cấu rỉa máu khó chịu của đối phương, và đặc biệt anh ta còn được tăng sát thương khi mà được búp lượng giáp đến từ vị trí của Lulu nữa, và khả năng gây sát thương cũng như là tăng tốc đánh đến từ Ezreal sẽ được cải thiện rất nhiều đoạn đầu này. Nhưng là một tình huống setup với ba người đang ở đây có khả năng phát hiện tầm nhìn với con mắt được cắm ở cửa hang bùa xanh, và một tình huống rất chủ động cướp rừng đến từ vị trí của TG Sports. Ngay lập tức có sự đáp trả của RNS thì mục tiêu bị tấn công đó là Tít. Tít chưa bị làm choáng bởi cái đánh ngất ngư, nhưng Ryze phía bên kia đang thoải mái xả sát thương vào đội hình của TG Sports, đang rất nhiều mục tiêu máu bắt rồi tốc biến để bỏ chạy đến từ vị trí của 2710, nhưng họ mới là người có được điểm chiến công đầu. RNS họ giữ lại được con bùa xanh nhưng họ mất một điểm chiến công đầu, là những bất lợi cực kỳ lớn ở ngay những cấp độ đầu tiên này. Chiến công đầu đó là dành cho TG Sports ở một pha họ ép vào con bùa xanh trong phần rừng của RNS Sport. Có thể nói đó là quyết định khá táo bạo đến từ TG Sports khi mà khả năng giao tranh ở đầu trận đấu của những quân bài của họ có thể nói là không quá hơn nhiều so với những quân bài bên phía của RNS Sport. Tuy nhiên thì dù sao đó cũng là một thành công của TG Sports khi họ đã có cho mình đó là cái chiến công đầu. Và đó là những bất lợi nhất định mà RNS bị gây bất ngờ trước đối phương. Chúng ta thấy bộ đôi cấu rỉa máu khó chịu không đường dưới là Ezreal cộng với cả Lulu, nó khiến cho anh chàng Eagle trong pha thi đấu vừa rồi đã phải mất đi cho mình gần một lượt lính. Anh ta vẫn đang chưa biến về mà cố gắng ở lại để có thể giữ được lại chỉ số lính nào hay chỉ số đó. Anh ta giữ được hai trong một lượt lính là khá lớn trong pha thi đấu này, và có phải Tuấn Tạch Sùng hỗ trợ thì sẽ có thể một cách dễ dàng hơn. Và bây giờ thì hai người chơi đi rừng của chúng ta đang hoàn tất
những bãi quái cuối cùng ở phần rừng ở bên phía khu vực đường Baron này. Olaf là người hoàn thành trước và ta có một pha găng ở vị trí của bà Camille, phải lùi đi bằng cái đùi dây móc của mình. Trong xuyên suốt giai đoạn đầu trận đấu thì Su luôn là người bị đì đọt bởi co phía bên kia với vị tướng là Camille. Vì giai đoạn đầu trận đấu Su anh ta phải phụ thuộc rất nhiều vào cái tình huống chiêu một của mình để cầu máu đối phương. Nhưng khả năng chống chịu đến từ vị trí của Camille giai đoạn đầu trận đấu với cái nội tại, cái giáp thích ứng của mình thì nó cũng là rất dễ dàng để chặn đi lượng sát thương đó. Và khi mà bị quá cạn năng lượng rồi thì Su với những đòn đánh tay nó ở tầm khá ngắn, anh ta liên tiếp bị đì bởi đối phương, và khi sử dụng cho mình đó chiêu cuối không thể cản phá là những thứ duy nhất mà anh ta phải tung vào đối phương, thì đu về với một cú dây móc là rất dễ dàng đến từ vị trí của score. Su, tôi đang thấy anh ta không lên cho mình đó là cái dây tele. Anh ta đang trở ra khu vực đường Baron và đây là phút thứ 3 rưỡi rồi. Giờ ở đây có pha giao tranh ở khu vực đường rộng. Và ở đây thì TG Sport có 3 người nhưng không có gì nguy hiểm dành cho RNS Sport cả khi họ thành công lui đi. Và cũng là một lượng sát thương khá dồi dào ở một tình huống can thiệp vừa rồi. Cũng may mắn dành cho RNS khi mà anh chàng hỗ trợ Tít đã sử dụng toàn bộ những cái phép bổ trợ của mình, đó là tốc biến cũng như hồi máu để có thoát về và không phải nằm lại và giữ cho đảm bảo cho người chơi Rai. Anh ta vẫn còn đủ nguyên tài nguyên để có thể giao tranh ở tình huống con rồng đầu tiên của trận đấu đó, con rồng nước. Và TG họ vẫn đang là đội có sự chủ động hơn khi đã cấu máu đủ để đối phương bắt buộc thoát về, và dường như là một tình huống muốn bỏ đến từ RNS. Không, bây giờ họ mới bắt đầu lao vào. Con rồng còn 1600 máu, đang có một tình huống trận đầu siêu bom biển được tung ra. Trừng phạt là chính xác, con rồng đầu tiên được giữ lại dành cho bên phía của TG Sport. Tiếp tục là giao tranh được nổ ra ở đây, không thể cản phá hất tung được khá nhiều người. Rai phía bên kia vẫn đang thoải mái chơi với vị tướng Eriu của mình, nhưng Rai còn rất thấp máu, anh ta tốc biến bỏ chạy bị thiêu đốt. Rai bị hạ gục, điểm hạ gục cho Eagle, nhưng Eagle cũng không còn năng lượng nữa, bị chấm dứt. Không, đó là bị gây sát thương đến từ vị trí của Suri, và anh ta lên bảng điểm số. Hai bên đều trao đổi cho mình những điểm hạ gục, nhưng có lợi hơn là TG khi họ giữ được con rồng đầu tiên của trận thi đấu. Con rồng đầu tiên đã thuộc về cho TG Sport, và đó là một quyết định năng động, tôi nghĩ là chính xác của TG Sport. Khi và RNS Sport ở trong tình huống mà TG Sport ăn rồng thì họ tập trung người đó là trễ hơn. Quân bài Manfi trong tay của Su thì lúc đó mới lết từ được Baron xuống rồng, và khi mà anh ta xuống rồng thì con rồng nó cũng còn đâu đó khoảng tầm 1000 máu thôi, và không có cái không thể cản phá của Manfi thì đồng nghĩa với việc RNS họ cũng không có thể có cái cơ sở để mà tranh cướp con rồng đó với TG Sport. Chúng ta có thể thấy rõ ràng một sự chủ động rất sớm đến từ phía TG Sport ở những tình huống mà họ khép góc và gây áp lực của hàng rồng, sau đó là họ tấn công cũng như là có được cho mình những cái điểm hạ gục. Và mặc dù cũng bên phía của RNS cũng làm rất tốt sau tình huống mà trừng phạt dần thành công đến từ bên phía của đối phương, nhưng họ cũng đã mang về cho mình được 4 điểm hạ gục cộng với việc đảo đường sớm hơn với cặp đôi của đối phương, và họ đang cố gắng bào trụ trước thêm con sứ giả xuất hiện. Và đã có swap lên đến từ RNS Esports. Manfi trong tay Su đang đẩy một cánh, và Camille của Score sẽ kèm chặt anh ta trong tình huống này. Còn 4 người chơi còn lại của cả hai đội thì chắc chắn sẽ rất muốn kiểm soát con sứ giả khe nước này, sẽ ra trong vòng khoảng 10 giây nữa. Và thực ra cả hai bên đều đang có những tình huống thăm dò đối phương là nhiều, với những tình huống giấu sai của mình. Như RNS họ thể hiện được là việc họ có rất nhiều áp lực vừa đứng giữa nhiều hơn so với đối phương. Với việc đẩy đường giữa nhanh thì các bộ đôi của RNS di chuyển sớm hơn ra khu vực con sứ giả. Bên phía TG họ vẫn đủ lượng mắt để có thể phát hiện ra pha thi đấu này. Và con sứ giả đang bị ngắt luồng sát thương, và combo lao vào là đẹp hơn đến từ phía TG. Scott họ đã bắt đầu có được điểm hạ gục của vị trí của Tít. Tít phải nằm lại tương đối sớm, nhưng score phía bên kia anh ta phải chống chịu quá lâu rồi. Và anh ta cũng đã phải nằm lại, điểm hạ gục là cân bằng, thậm chí là gấp 2 điểm hạ gục dành cho vị trí của RNS khi họ có được 3 luôn. Đó là 3 điểm hạ gục, là một khả năng trả ngược sát thương là cực kỳ tốt đến từ RNS khi họ đến sau giao tranh. Rồi thì RNS họ có cái góc đẹp hơn so với TG Sport. TG Sport trong pha đó thì họ bị chia đôi đội hình, và RNS Sport có cái không thể cản phá của quân bài Manfi tay của Su nữa. Và ngay khi thấy Lulu ngay khi thấy một người chơi của TG Sport xuất hiện ở bên cánh bên kia ở gần khu vực đường giữa thì ngay lập tức anh ta dùng cho mình cái không thể cản phá, và có thêm cả cái tối hậu thư của Score được bật lên ở trong tình huống giao tranh đó. Tuy nhiên chừng đó là không đủ để giúp cho TG Sport có một pha giao tranh thắng lợi trước RNS Sport. Và quan trọng hơn, họ còn có được cái trụ đầu tiên khu vực đứng giữa của đối phương nữa. Đó là những cái lợi thế rất lớn mà RNS họ có được, và tiếp tục là một tình huống kiểm soát ngược lại con sứ giả. Lần này TG là đội đang là người có quyền chủ động hơn, họ đang kích hoạt con sứ giả này. Và bên phía của RNS thì cũng đang bắt đầu chia đội hình của mình để có thể tấn công. Thảm lửa được tung ra, chia cắt đội hình đến từ vị trí của NAA. Và Kai'Sa đã bị hạ gục một cách rất sớm trong đội hình của TG Sport, và tiếp tục là 4 điểm hạ gục một cách rất nhanh chóng. Double kill dành cho vị trí của Zeke trong tay của Suri.
Và bên phía của RNF họ vẫn đang thể hiện vượt trội hơn về khả năng giao tranh trước đối phương. Và trận đấu thứ ba này của chúng ta thì hiện lại đang diễn ra theo đúng kịch bản như ván đấu thứ hai rồi, khi mà cả hai team họ đều muốn định đoạt trận đấu này qua những pha giao tranh tổng với nhau. Và cho tính cho đến thời điểm hiện tại thì RNS Esports là đội tuyển làm tốt hơn khi họ có hai pha giao tranh thắng trước TC Esports ở cả hai mục tiêu lớn đầu của trận đấu là con rồng đầu và con sứ giả khe nước. Và lượng tiền chênh lệch ngay lập tức hiện tại nó đã là khoảng 6.000 tiền. Lượng mạng hạ gục cũng là 12.6, nghiêng về phía cho RNS. Sau rất nhiều những pha giao tranh thì vẫn chưa có đội tuyển nào sở hữu được con sứ giả khe nứt. Và khi con sứ giả khe nứt chưa được ăn thành công thì con rồng đã xuất hiện. Đó là con rồng thứ hai của trận thi đấu này. Và rất có thể có những sự thay đổi về mặt kiểm soát đến từ cả hai bên. Và với hướng di chuyển như thế này thì bên VTG họ đang có cái mục đích rõ ràng hơn khi họ đang tập trung với phần lớn thành viên ở khu vực đường dưới. Trong khi đó thì RNS họ đang chia ra hai mục tiêu và hai thành viên bị tấn công. Tối hậu thư được nhắm vào vị trí của Olaf. Olaf bị giữ chân và ngay lập tức có một khung ánh sáng tung ra, rất nhiều sát thương. Họ thành công với việc bắt lẻ một mục tiêu đó. Tít bị liên tiếp là bị khai thác, nhưng có được hai mục tiêu này họ cũng mất đi một lượng máu khá lớn. Và bốn thành viên còn lại RNS dễ dàng kiểm soát con rồng này ngược lại. Và bây giờ thì nếu mà team TG Esports họ ra tranh chấp rồng với RNS Esports thì tôi nghĩ là cũng sẽ rất nguy hiểm nè. Mỗi thành viên của họ chỉ còn lại đâu đó khoảng tầm nửa máu mà thôi. Và có lẽ là quyết định bỏ rồi đến từ TG Esports. Và rồng 2 này của rồng 2 của trận đấu này thuộc về cho RNS Esports, đó là con rồng đất. Bộ đôi Suri và Rai đã có những tình huống cấu rỉa máu là cực kỳ nhiều sát thương, khiến cho 2710 người chơi đi rừng của TG Esports bắt buộc phải biến về và không dám tranh cướp trong pha thi đấu đó, vì ta chỉ còn một chấm máu mà thôi. Sau một pha cố gắng bắt bớ vào các mục tiêu đi lẻ của đối phương thì chính ra đổi lại một vị trí hỗ trợ và có được một con rồng thứ hai của trận đấu, đó là con rồng đất, thì cũng là một cái trao đổi có lời dành cho RNS, vì trên bản đồ hiện tại họ vẫn đang là người có được quyền kiểm soát chủ động hơn so với đối phương, với việc có được toàn bộ dàn trụ ngoài trước đối phương. Goodbye Ezreal, phương tây của Ryan. Trận đấu này thì anh ta cũng đang thi đấu tốt. Anh ta đang hơn một level so với người đồng nghiệp của anh ta ở bên kia chiến tuyến, đó là Eagle ZZ của quân bài tủ của anh ta, đó là quân bài Kai'Sa. Và KDA của Ezreal trong tay của Ryan cũng đang là đẹp hơn với 217, đó là KDA của anh ta. Anh ta đã có cho mình hai món đồ trấn phái, đó là cái kiếm Manamune và tam hợp kiếm nữa, và nó cũng đã hoàn thành trong những điểm stack của mình rồi. Và đây sẽ là lượng sát thương rất vượt trội, và đặc biệt nó là lượng sát thương cấu rỉa đầu giao tranh. Vì vậy bên phía của RNS, nếu họ có những giao tranh cò quay dài hơi thì họ sẽ là đội có lợi thế trước đối phương. Đây là một tình huống rình rập mà khuất sai, nhưng nó đã bị phát hiện bởi một tình huống đánh cái hạt soi sáng đến từ vị trí của đối phương. Ngay lập tức sử dụng chiêu cuối của mình để lao lên độ tấn công vào vị trí người chơi hỗ trợ, mặc dù đây là Bram trong tay của Tuấn Thạch Sùng. Nhưng Olaf đang đứng khá xa với đội hình của mình và ta có được điểm hạ gục với vị trí xạ thủ của đối phương. Bên phía TG Esports bắt đầu bị chia đội hình ra, họ mất hai điểm hạ gục. Và Java trong tay 2710 quay ngược trở lại cố gắng câu kéo lượng sát thương, nhưng khi họ đã mất đi lượng sát thương chủ lực thì chắc chắn rồi, giao tranh sẽ là chiến thắng dành cho RNS. Một tình huống RNS họ chủ động hơn, họ chủ động dùng con Baron này nhưng không mình mồi nhử để ép giao tranh với TG Esports mà họ thành công. Đây là con Baron mở ra cho họ, tốc độ ăn đang là rất nhanh. Và chắc chắn con Baron này nó sẽ thuộc về cho RNS thôi, khi mà khả năng can thiệp của TG Esports ở trong tình huống này là không có. Lao vào, đến tay bên hồng, đại địa trưởng bật lên nhưng một tích tắc là anh ta không bắt được ai cả. Liên tiếp là xí hụt đến từ vị trí của 2710 với, và đặc biệt là cái chiều cuối cũng là rất quan trọng nữa, khi nó, tức là khi các bạn có được bùa lợi Baron thì khả năng biến về của bạn nó chỉ nằm trong khoảng 3 giây mà thôi. Tốc độ biến về là cực kỳ nhanh và khiến cho 2710 ta mất đi những chiêu thức rất quan trọng của mình. Và có thể thấy là Simba anh ta đang là một người chơi bắt bớ vào những vị trí sát thương chủ lực của đối phương một cách rất hiệu quả, khi mà sử dụng chiêu cuối sau đó có khả năng tăng tốc vượt trội của mình, và anh ta đã ngay lập tức khiến cho Eagle trong pha thi đấu trước đó không được chơi và ngay lập tức phải nằm lại. Sức mạnh nó vượt trội hoàn toàn về mặt lượng tiền đến từ bên phía của RNS trước TG Esports. Bây giờ thì RNS họ vẫn còn nguyên ba cái trụ, tất cả các trụ của mình. Còn TG Esports họ đã mất toàn bộ dàn trụ ngoài của mình rồi. Và với việc là RNS họ có cái Baron này thì TG Esports sẽ mất thêm nhiều điều nữa. Cùng ánh sáng được tung ra, Tuấn Bạch Sùng chỉ có một chấm máu thoát về cái tối kiên cường của mình. Khổng lồ hóa được búp vào vị trí của Simba. Và các thành viên của TG Esports không dám quay ngược trở lại để nhìn cái trụ của mình. Trụ có thành công dành cho RNS. Thế lính là vẫn còn, họ chuyển mục tiêu ra khu vực đường giữa và tiếp tục giữ tên lính khu vực đường dưới. Những chiêu của Toto lao ra hấp tung được một người đến từ vị trí 2710. Sau đó NNA sử dụng tham lửa vào giữa đội hình của đối phương cố gắng gây sát thương, và NNA có được điểm hạ gục đến từ vị trí
của xạ thủ trong tay của Rai. Bên phía NRS họ mất 2 và giao tranh vẫn tiếp tục được diễn ra với việc sức bắn của Kai'Sa là rất lớn. Eagle vẫn đang cố gắng chọn góc gắn score, đu dây móc vào không chế được một người. Và khả năng phản công là rất hiệu quả đến TG Sport và họ có được 4 và ngắt đợt tấn công đến từ vị trí của Baron này, đến từ vị trí của RNS. TG Sport họ phòng thủ được con Baron ở trong tình huống thi đấu vừa qua. Và đó là một pha băng lên rất mạnh mẽ đến từ quân bài Kai'Sa trong tay của EagleZZ. Và cũng phải nói đến việc là Lulu của Tít trước đó bên phía RNS đã mất đi cho mình cái khổng lồ hóa để có thể bước vào vị trí của Simba, đúng không? Và đó là tỷ lệ rất lớn để cho TG Sport phòng thủ thành công. Nhưng đây là con rồng tiếp theo của trận đấu này và chiều bom địa ngục không đủ sát thương, cung ánh sáng đó là trượt. Và nếu con rồng lửa được ăn thành công dành cho TG Sport thì thế trận tôi đánh giá nó quay trở về thế cân bằng, thua về lượng tiền, thua về lượng trụ nhưng hơn về lượng rồng, đặc biệt là con rồng nước và con rồng lửa đã có trong đội hình thì TG Sport hoàn toàn có những tiền đề để họ có thể bật ngược lại sát thương. Chúng ta có thấy pha giao tranh trước đó Eagle đã bắt đầu có được sức bắn của mình rồi. Đồng ý, hoàn toàn đồng ý. Và Eagle hiện tại thì với sự hỗ trợ đắc lực của con rồng lửa này thì chúng ta sẽ cùng chờ những pha thi đấu điên đảo của một con Kai'Sa đã từng làm mưa làm gió ở tuần thi đấu thứ nhất, đúng không? Và đúng như Phong đã nói thì thế trận hiện tại tôi đã quay trở lại với phía TG Sport. TG Sport hiện tại nếu họ có khả năng set up một pha giao tranh đẹp thì họ hoàn toàn có khả năng giao tranh song phẳng với RNS Sport, họ sẽ không sợ nữa. Và chúng ta có thể thấy là Tuấn Bạch Sùng cũng đang là một người chơi đóng góp rất nhiều vai trò trong việc câu kéo lượng sát thương của đối phương. Với việc khi anh ta đã sử dụng kiến tối kim cương và chặn phần lớn sức sát thương và lui về một chấm máu thì khả năng chống chịu của Tuấn Bạch Sùng ở thời điểm hiện tại đang là vừa đủ để cho các thành viên còn lại có sức bắn và có khoảng trống để chơi. Và đây cũng sẽ là một cái tình huống mà rất nhạy cảm ở tình mà con Baron nó sắp xuất hiện rồi. Thì TG Sport với lợi thế về mặt lượng rồng cũng như là lượng trang bị đã đầy đủ ở hai vị trí NAA và Eagle, họ hoàn toàn có thể có được một giao tranh chiến thắng trước RNS. Sức gia tăng về mặt lợi thế là chưa đủ đến từ vị trí của RNS để họ có thể đàn áp đối phương. Và hiện tại thì thế lính đang ủng hộ một phần cho bên RNS khi mà thế lính ở hai đường cánh đang đẩy lên rất cao. Nhân đây TG Sport họ quyết định là không quan tâm, họ muốn kiểm soát khu vực con Baron này. Tuy nhiên thì con bài Manfay trong tay của Su đang đẩy một đợt lính rất lớn vào cái trụ Mega khu vực đường rồng rồi. Và bốn người chơi còn lại của RNS thì lợi dụng cơ hội này, họ ăn rất nhanh cho mình đó là con Baron. TG Sport muốn can thiệp vào trường hợp này nhưng họ đến có kịp hay không? Có dịch chuyển luôn đến từ vị trí của Manfay. Anh ta bị ngắt bởi dịch chuyển, đó là cái tối hậu thư mà phải không thể đến được với những người đồng đội. Nhưng những lợi thế mà anh ta gây ra cũng là đủ để các thành viên còn lại có được con Baron của trận thi đấu. Và thậm chí anh ta còn quay ngược trở lại trả sát thương rất đau vào người của Score nữa. Một tình huống setup giao tranh là rất chuẩn bài với một vị tướng đẩy đường lẻ khó chịu như là mà phải. Và hiện tại thì lợi thế đang là dành cho RNS Sport khi mà họ đã có được con Baron 2 ở trận đấu này. Và phải nhấn mạnh rằng đây là một con Baron 2 nha. Tức là cái bộ lợi của nó đem lại nó sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với một con Baron 1. Và TG Sport thì họ chỉ còn đó là hai cái trụ Mega ở đường giữa và đường rồng mà thôi. Ở trụ Baron thì họ vẫn còn đó là hai trụ. Nhưng với con Baron 2 này thì tôi nghĩ nếu RNS họ làm khéo, họ sẽ có được ít nhất một trụ Mega trong tình huống thi đấu sắp tới. Hãy cùng chờ xem bên phía TG họ phòng ngự cái đợt tấn công này như thế nào. Trước mắt là hai cánh đã được đẩy rất cao và rất sớm đến từ những người chơi đẩy đơn của bên phía TG Sport. Sau đó họ tụ lại với bốn người khu vực đường giữa, dọn đi đợt lính là cực kỳ nhanh. Nhưng áp lực ở tên lính thứ hai sẽ là nhiều hơn rất lớn so với cái đợt lính đầu tiên. Đó là việc mà nó sẽ được áp lực ở hai đường, đó là đường giữa và đường rồng. Và đợt lính đầu tiên đã bắt đầu được tấn công vào cái trụ và rất dễ dàng để RNS họ có được cái trụ đầu tiên của mình. Sau đó họ có thể đảo ngược lại ra khu vực đường giữa, lấy trụ là một cách rất dễ dàng. Khả năng dọn lính là chưa đủ nhanh đến từ vị trí của TG. Và thậm chí là gia danh có thể nổ ra siêu bom địa ngục, dọn được lính và gây sát thương là cực kỳ nhiều. Tuấn Tạch Sùng bị gây sát thương, anh ta phải nằm lại với cái giáp thiên thần của mình. Score đu dây móc để bỏ chạy. Trong khi đó NAA cũng như Eagle bắn phía sau là không thấm vào đội hình của RNS. RNS dường như đang sắp có được chiến thắng trong ván đấu này và nâng tỷ số là 2-1 và họ chính thức bước vào nhánh trên của nhánh thắng trong ngày thi đấu đầu tiên. 2-1 đó là tỷ số ở trong trận đấu thứ nhất này diễn ra giữa TG Sport và RNS. Như vậy là RNS họ sẽ tiếp tục hành trình của mình ở nhánh thắng, còn TG Sport thì không sao cả, họ vẫn có thể tiếp tục hành trình của mình ở dưới nhánh thua, đúng không? Tuy là hành trình nó sẽ dài một tí, tuy nhiên là
Chúng ta ở trong trận tuần thi đấu thứ nhất thì chúng ta đã chứng kiến là Game Home, DRK họ cũng là những đội tuyển đi lên từ nhánh thua và họ cũng đã giành về cho mình đó là hai tấm vé rất quý giá, tưởng thưởng xứng đáng dành cho những đội tuyển đi lên từ nhánh thua, đúng không? Vì vậy là cái việc mà phải xuống nhánh thua thi đấu nó cũng phải không phải là một điều gì đó nó quá to tát đối với TG Sport cả. Và có vẻ như đây sẽ là một cái chiến thắng mà không quá bất ngờ dành cho RNS, vì ngay từ đầu họ đã là đội tuyển được đánh giá là cao hơn so với đối phương của mình. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại một số những cái thông số sau trận đấu